Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Tất nhiên là không để các bạn lại lâu. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 tại thị trường trong nước, giá vàng đã quay đầu tăng ở tất cả các thể loại theo xu hướng của giá vàng thế giới. Cụ thể trưa nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết mua vào ở mức 55.100.000 đồng một lượng và bán ra 55.600.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại Hà Nội, giá vàng SJC giao dịch ở quanh mức 55.100.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán là 55.620.000 đồng một lượng, cũng với mức tăng tương tự. Tập đoàn PNG tại hai miền Bắc Nam ghi nhận giá vàng SJC ở chiều mua ở mức 55.050.000 đồng lượng và 55.600.000 đồng lượng ở chiều bán, tăng 50.000 đồng lượng ở chiều mua và 100.000 đồng lượng ở chiều bán. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ở quanh mức 52.400.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán là 53.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Trên thị trường quốc tế, vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần ở mức 1.700 USD. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay đã giảm 2,01%. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn cũng đã giảm 0,5%, xuống mức 1.692,9 USD một ao. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện đang có giá 47.440.000 đồng lượng. Như vậy, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn vàng trong nước trên 8.000.000 đồng một lượng. Đây có thể nói là mức chênh lệch cao nhất ở cả hai thị trường từ trước đến nay. Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua trước áp lực từ sự tăng giá của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang ở mức là 1,5%, trong khi đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Lợi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các mặt hàng không sinh lãi như là vàng. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết, mặc dù đợt bán tháo trái phiếu gần đây đã đưa lợi suất trái phiếu lên mức cao nhất trong một năm, nhưng trái phiếu vẫn là kênh đầu tư không hấp dẫn và nên tránh ra. Ông Buffett cho biết, một số công ty bảo hiểm đã cố gắng tạo ra lợi nhuận kiếm được từ trái phiếu bằng cách đi mua những trái phiếu có tính rủi ro cao hơn. Hoạt động như vậy không phải là câu trả lời cho lãi suất thấp nhất trong lịch sử, và việc đi mua trái phiếu của những công ty rủi ro hơn có thể sẽ gây ra sụp đổ thị trường trái phiếu. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng đang chịu nhiều áp lực giảm và khó có khả năng tăng trở lại trong ngắn hạn. Chuyên gia Suki Copper của ngân hàng Standard nhận định rằng giá vàng lại một lần nữa chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau khi thị trường thất vọng với những bình luận của ông Powell. Sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp đề phòng lạm phát, khi nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời này. Các bạn thân mến, chốt phiên tuần này, vàng thế giới đứng ở ngưỡng 1.700 USD một ao. Chỉ số đô la Mỹ cũng chốt tuần ở ngưỡng cao 91.977 điểm. Giá dầu thô cũng không kém và lập đỉnh mới khi ở chiều mua có mức giá 66.22 USD một thùng, còn ở chiều bán là 66.16 USD. Tiếp theo, mời các bạn đến cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại phiên buổi trưa hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.620.000 đồng lượng, cũng tăng 100.000 đồng lượng ở chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 500.000 đồng lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.000.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, giảm 50.000 đồng lượng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.050.000 đồng lượng, bán ra 55.500.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán.
Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 450 cho đến 600.000 đồng lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.050.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng ở chiều mua và 100.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng Pinji tại Hà Nội mua vào 55.050.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, cũng tăng 50.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh tăng 100.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Pinji là 550.000 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.500.000 đồng lượng. Tại Mi Hồng, SJC mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.480.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và giảm 20.000 đồng lượng ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 55.000.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 200.000 đồng lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng lượng, bán ra 54.580.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, giảm 200.000 đồng lượng ở chiều mua và 100.000 đồng lượng ở chiều bán. Tại ngân hàng Manulife mua vào 55.050.000 đồng lượng, bán ra 56.200.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 55.050.000 đồng lượng, bán ra 55.500.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở chiều bán là 100.000 đồng lượng và giữ nguyên chiều mua. Tại Đà Nẵng mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.620.000 đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.620.000 đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.620.000 đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 55.080.000 đồng lượng, bán ra 55.620.000 đồng lượng. Tại Huế mua vào 55.070.000 đồng lượng, bán ra 55.630.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng. Tại miền Tây mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55.100.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55.120.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Giá vàng mẫu số 9 vàng nữ trang SJC. Nhận mẫu số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52.400.000 đồng lượng, bán ra 53.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 52.100.000 đồng lượng, bán ra 52.800.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 51.277.000 đồng lượng, bán ra 52.277.000 đồng lượng, tăng 49.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 37.754.000 đồng lượng, bán ra 39.754.000 đồng lượng, tăng 38.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.935.000 đồng lượng, bán ra 30.935.000 đồng lượng, tăng 29.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.170.000 đồng lượng, bán ra 22.170.000 đồng lượng, tăng 21.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Một lần nữa, Minh Phát xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều có thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.